Thì thông thường thì những cái dòng loa được sử dụng bằng gỗ ván sợi như thế này thì nó sẽ cho ra cái chất âm nó mềm và cái âm bass nó sâu hơn so với những dòng loa đứng. Thì tuy nhiên không phải là loa đứng không tái tạo được âm bass sâu, nó còn dựa vào vấn đề là nhà kỹ sư người ta thiết kế cái cấu trúc cái thùng loa như thế nào nữa, chứ không phải là cứ nhất thiết là thùng gỗ ván sợi mới cho ra được âm bass sâu. Ok, chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip để chia sẻ với mọi người làm sao để chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cặp loa, một bộ âm thanh gia đình, một bộ âm thanh karaoke nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta mọi người ha. Ok, thì trước mặt mọi người đây là hai dòng loa, một dòng loa nằm và một dòng loa full đứng. Thì hai dòng loa này nó có khác biệt như thế nào thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái những sự khác biệt để mọi người chúng ta sẽ nắm thêm để chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cặp loa, một bộ âm thanh nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì đầu tiên thì mình sẽ so sánh về vấn đề là cái thùng loa, cấu trúc của thùng loa đây mọi người ha. Thì thông thường thì những dòng loa nằm như thế này thì được sử dụng bằng cái gỗ ván sợi, tức là cái gỗ bột đó mọi người, thì người ta ép lại. Còn những cái dòng loa phun đứng như thế này thì sử dụng bằng gỗ ép và những cái tấm ván mỏng, nhiều tấm ván mỏng ấy được ép lại với nhau, nó thành một khối. Thì hai cái gỗ này nó có khác biệt như thế nào về vấn đề là độ bền cũng như là về vấn đề là chất âm đây? Thì thông thường những dòng loa nằm như thế này á và những cái dòng loa hi-fi nghe nhạc này kia thì phần lớn là được làm từ gỗ ván sợi. Thì cái gỗ đó thì cái chất và cái âm của cái gỗ đó nó cho ra nó sẽ khác một chút so với là gỗ ép. Cái âm thanh nó cho ra nó sẽ sâu hơn, cái bass nó sẽ sâu và mềm hơn so với là gỗ ván ép. Thì tuy nhiên cũng không hẳn, bởi vì là tuy nhiên là cái gỗ ván ép cũng không phải là không cho ra bass sâu được. Thì ví dụ như những cái loa mà xịn sò này kia thì cũng sử dụng gỗ ván ép mà cho ra bass cũng rất là sâu và rất là mềm mượt. Đó. Đó là cái vấn đề, nó còn liên quan tới vấn đề là cái thiết kế của nhà hàng như thế nào nữa, cái đó đắt tiền không ở vấn đề đó nữa. Và tiếp đến thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà cái độ chịu tải, độ bền, cái khả năng của nó như thế nào giữa hai cái loại gỗ này. Thì khi chúng ta nhìn chúng ta hay thường gặp những anh event hay làm sự kiện này kia ngoài trời á, thì hoặc những cái phòng karaoke kinh doanh hiện nay thì họ đều sử dụng những cái dòng loa đứng như thế này cả. Vì sao? Vì cái chất liệu gỗ và cái lớp sơn của nó rất là dày và rất là cứng, cho nên nó chịu được va đập rất là tốt. Khi chúng ta để ngoài trời, trời mưa nắng này kia nó cũng chịu được rất là tốt. Cho nên là thông thường thì các anh làm sự kiện event này kia hoặc là những cái hệ thống âm thanh công suất lớn này kia thì đều được sử dụng những cái dòng loa full đứng như thế này cả. Còn cái dòng loa nằm thế này thì với cái chất liệu gỗ và cũng như cái lớp sơn của nó thì cái độ bền của nó chắc chắn sẽ không bằng được nếu như chúng ta để cho nó bị ẩm ướt hoặc là bị ánh nắng chiếu vào quá nhiều. Thì cái gỗ nó sẽ bị nứt, và cái thứ hai nữa thì nó sẽ bị mục, nó sẽ bị nở ra rất là nhanh, chứ không có như gỗ dòng gỗ loa full. Thì thực tế thì mình đã có ngâm nước rồi, hồi trước mình đã ngâm nước, mình bỏ trên nước 1 năm trời mọi người nhé, vô tình mình đặt trên nước hơn 1 năm trời. Cái gỗ nó không hề biến dạng, cái gỗ của nó cũng y hệt như vậy. Những cái thùng, đặc biệt là những cái thùng châu Âu nhập khẩu về mọi người ha, chứ đừng có chúng ta phải so sánh với gỗ ở đâu nữa. Đó, đặc biệt là những cái thùng gỗ châu Âu thì khi mình ngâm nước á, thì mình thấy nó rất là bền, nó không có bị nợ. Nói chung là nó vẫn không bị biến dạng. Thì chúng ta thấy được rằng là cái chất lượng gỗ người ta ép ở châu Âu, người ta ép như thế nào nó rất là tốt, chứ không như là chất lượng gỗ ở Việt Nam mình. Đó là cái sự khác biệt về cái chất lượng gỗ và những công dụng của gỗ. Thì bình thường như chúng ta mà chúng ta những căn phòng nhỏ này kia, nhu cầu chúng ta không cần công suất lớn này kia thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng loa nằm. Còn những cái căn phòng lớn chúng ta muốn là công suất chúng ta phải lớn, phải đạt được yêu cầu thì chúng ta có thể sử dụng những dòng loa full đứng này, bởi vì là cái khả năng chịu tải của nó cũng sẽ tốt hơn về cấu trúc thùng loa, rồi là về cái chất âm và cũng như là về cái công suất, cường độ âm thanh nó đạt được tốt hơn so với loa nằm. Thì đó là về vấn đề là cái thùng gỗ, về cái thùng loa mọi người ha. Tiếp đến thì mình sẽ nói sơ qua về cái chất âm của hai dòng loa này nó có khác biệt như thế nào. Thì thông thường thì những cái dòng loa được sử dụng bằng gỗ ván sợi như thế này thì nó sẽ cho ra cái chất âm nó mềm và cái âm bass nó sâu hơn so với những dòng loa đứng. Thì tuy nhiên không phải là loa đứng không tái tạo được âm bass sâu, nó còn dựa vào vấn đề là nhà kỹ sư người ta thiết kế cái cấu trúc cái thùng loa như thế nào nữa, chứ không phải là cứ nhất thiết là thùng gỗ ván sợi mới cho ra được âm bass sâu. Đó, nhìn chung là nó còn tùy thuộc vào, còn vì một tính chất tự nhiên thì chắc chắn rằng là cái thùng ván sợi thì âm bass nó sẽ cho ra sâu hơn là gỗ ván ép. Đó, đó là về vấn đề cái chất âm. Rồi tiếp tục thì về cái vấn đề mà cái khả năng chịu tải áp lực âm thanh, công suất thì hai dòng này nó như thế nào. Thì những dòng loa này là những dòng loa home được thiết kế để sử dụng cho những căn phòng gia đình này kia, cho nên thì công suất của nó cũng sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với những dòng loa đứng. Tuy nhiên thì giá thành nó cũng sẽ giảm đi hơn. Thì thông thường những dòng loa này công suất nó đâu đó khoảng tầm 200W gì đó, và cái áp lực âm thanh, cái cường độ decibel nó đạt đâu đó khoảng tầm 90, 92 gì đó thôi. Đó, còn những cái dòng loa đứng thì nó chịu được áp lực âm thanh lớn hơn, công suất của nó lớn hơn, cường độ âm thanh nó đạt được lớn hơn so với những dòng loa nằm. Cho nên là hầu hết như bây giờ là những cái phòng karaoke kinh doanh cũng như gia đình, cũng như hội trường thì họ đều lựa chọn những dòng loa đứng như thế này, bởi vì chỉ có nó mới có thể đáp ứng được những cái cường độ âm thanh lớn, áp lực âm thanh lớn. Đó, cho nên là những cái căn phòng kinh doanh bây giờ thì họ sẽ lựa chọn như thế này. Còn bởi vì hồi xưa là phòng kinh doanh hồi xưa cũng lắp loa nằm rất là nhiều, bởi vì hồi xưa là cái phần loa full đứng nó chưa được thịnh hành ở Việt Nam mình lắm, cho nên, và thứ hai là cái giá thành nữa, cho nên thành ra họ mới lựa chọn những cái dòng loa nằm thôi. Còn bây giờ thì những phòng kinh doanh mới sửa sang lại, thiết kế lại thì hầu như họ sẽ lựa chọn những dòng loa đứng hết. Thì chỉ có nó thì nó mới đáp ứng được cái áp lực âm thanh, cũng như là về chất âm, cũng như là độ bền, thời gian sử dụng nó sẽ cao hơn và tốt hơn so với những dòng loa nằm. Nói chung là hai cái dòng loa này nó cũng đều có sự ưu biệt cả. Nói chung là tùy vào cái mức độ nhu cầu sử dụng của chúng ta, thì chúng ta nắm được cái sơ lược cấu trúc như vậy để chúng ta lựa chọn một cái cặp loa nó phù hợp. Rồi tiếp đến là cái driver. Driver thì loa dòng này thì sẽ được sử dụng dòng loa 3 đường tiếng, bao gồm một cụ loa bass và một cụ mix và một cụ chép. Màng loa thì sử dụng bằng màng loa giấy mỏng hơn so với những dòng loa full đứng. Ngoài ra nữa thì gân loa thì sử dụng bằng mút hoặc là cao su. Với cái khí hậu nhiệt đới và độ ẩm cao như ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng một thời gian nào đó, tầm một vài ba năm gì đó, mà nếu chúng ta bảo quản không tốt thì cái gân loa nó sẽ rất nhanh bị mục. Mình gặp trường hợp này cũng khá là nhiều rồi. Nhìn tháo cái mặt lưới ra thấy cái loa xung quanh cái viền xung quanh loa nó bị mục hết luôn. Thế còn đúng cái màng cái nón lại dựa. Còn cái gân loa của loa đứng thì thông thường sẽ được làm từ gân vải. Gân vải thì cái chi phí đầu tư nó sẽ cao hơn, ngược lại thì cái độ bền của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với là gân mút cũng như gân cao su. Và thứ hai nữa là cái màng loa của loa full đứng thì nó sẽ dày hơn. Đó, cho nên là cái dao động nó sẽ cứng hơn so với là cái dao động của dòng loa nằm, cho nên thành ra là cái khả năng tái tạo âm bass của nó sẽ không bằng. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ cho ra được âm thanh chi tiết hơn. Khi chúng ta ca, cái tiếng mic, tiếng ca của chúng ta nó sẽ lực và sẽ sắc và chi tiết hơn. Ngoài ra nữa thì cụ chép của dòng loa đứng thì sử dụng tép kèn, cho nên khi chúng ta đứng ở xa, cự ly xa thì chúng ta nghe cũng rất là rõ và rất là chi tiết. Còn cụ chép của loa nằm thì thông thường sẽ sử dụng bằng cụ chép giấy, nhưng mà ưu việt của cụ chép giấy thì nó sẽ cho ra âm thanh mượt hơn, nhưng mà cái độ mà sắc và chi tiết để mà đáp ứng được cái công suất cao thì cụ chép giấy nó sẽ không được như cụ tép kèn. Đó là về cái vấn đề chất âm cũng như công suất của hai cái loại loa. Rồi thì clip hôm nay thì mình tóm tắt sơ lược một chút như vậy để mọi người chúng ta nắm được thêm một số thông tin để chúng ta lựa chọn làm sao cho chúng ta có một cặp loa nó phù hợp và một bộ âm thanh nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và clip mình sẽ dừng tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Chào tất cả mọi người ha.